Nhiều bạn vào comment hỏi là mèo nhà mình ăn gì mà béo thế. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn bí quyết để mèo nhà mình béo như con lợn này nhá. Đấy là các cháu ấy hàng ngày là ra đây để lím tường. Trong tường thì nó có rất nhiều các chất bổ, các chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe của mèo. Đấy các bác có thấy không? Béo như thế này đây. Ngoài ra thì em còn cho chúng nó ăn một món phụ nữa. Đấy là ăn đấm. Ăn đấm. Ăn đấm. Ăn đánh. Ăn cấu. Chiu 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 chiu. Nên là nó béo như vậy đấy. Các bác nhớ bí quyết của em chưa? Lại ăn tiếp này. Đấy, ăn thế mới béo được. Không mà ai đi ăn cái đấy. Chitterin, hot pepperoni, macaroni. Sitting now with the homies. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với tất cả mọi người về phòng ngủ của hai con mèo nhà mình. Đây là một chiếc cào móng đồ chơi này. Đây là một cái ổ mèo đen để nằm. Và đây lại là một chiếc cào móng màu cam xinh xắn lật đật nữa. Thế nhưng mà buồn một cái là tụi nó lại chỉ thích nằm những chỗ như thế này. Và như thế này nữa. Nhìn này, chán không chứ? Hả? Sao mua đồ đẹp cho không nằm mà lại nằm ở đấy? Này Sô, chị hỏi này, em có nghĩ là em béo không? Mọi người cứ bảo em béo, nhưng mà trong mắt chị ấy, lúc nào Sô cũng rất là bé bỏng. Nhưng mà có điều này chị muốn hỏi em, em phải hỏi nói thật đấy nhá. Em có nghĩ là cái kệ tivi nhà mình dạo này nó bé đi không? Chứ này nhìn này, nó còn không vừa người em nữa rồi. Em nghĩ là chị có phải mua cái mới không? Chị có nên mua cái mới cho em nằm không? Được. Chứ này sao được? Trời ơi, thương em lắm ý. Sao kệ tivi nó lại bé đi như này nhỉ? Mọi người cho mình hỏi, có phải là do trời lạnh nên là cái kệ tivi nó co lại không? Chứ mèo nhà mình á, gầy mà, bé bỏng mà. Mẹ chết. Đấy, trời ơi, không vừa nó rồi lại tuột xuống, khổ thế. Sao nhìn lên đây? Ồ, đợt này em béo quá. Ừ, mình phải giảm cân một tí đi nhá. Phải ăn ít thôi, ồ. Béo quá là nhiều bệnh lắm đấy. Ồ, đúng rồi, phải bệnh cao huyết áp này. Bệnh bệnh gì nữa biết không? Không biết à? Bệnh máu nhiễm mỡ. Ồ đúng rồi, kinh lắm, cái bệnh này kinh lắm. Và nhìn bụng em như này này, thấy chưa? Trời ơi, bụng em đấy. Làm sao sợ anh? Đúng rồi, mấy bệnh đấy nguy hiểm lắm. Nên mình phải giảm bớt ăn đi nhá. Cho mình tập thể dục nữa vào, nhớ chưa? Trong đời mình phải ngủ ít thôi. Ngủ nhiều là nó cũng mập đấy. Béo lú người luôn. Em sợ không? Đúng rồi, sợ lắm. Thế bây giờ sao? Bây giờ đi ngủ hay là đi tập thể dục? Cái bảo bố mày. Thôi, anh ngủ à? Thôi ra, bây giờ ra đừng ăn nữa chưa? Châu ơi, đừng ngủ nữa. Nhà mình còn gì đâu. Có mỗi cái lưỡi này, tao cũng lấy luôn. Trời, sao ngủ lè lưỡi ra vậy? Hả? Cắt lưỡi đi, người ta lấy mất đấy. Hả? Cả cái mồm có mỗi cái lưỡi, phải cắt đi chứ. Đây xem nào. Nào. Ôi trời ơi, cho người ta lấy cái lưỡi nhá. Để hết kêu meo meo luôn nhá. Cắt lưỡi đi. Nào, cắt lưỡi đi nào. Thế nào? Ôi chết rồi, hay là lưỡi nó bị dài, dài lưỡi à? Dài lưỡi là nói ngọng đấy. Ôi giời, may quá, cắt rồi. Anh sau cắt lưỡi rồi nhá.